Kính thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực sẽ nghiêm cấm toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người. Theo luật phòng chống tác hại của rượu bia, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tất cả các hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bao gồm cả điều khiển xe ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe đạp, xích lô, khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở đều bị cấm. Luật này còn quy định rõ các khái niệm rượu, bia. Theo đó, độ cồn là số đo chỉ số hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu, bia, tích theo phần trăm thể tích. Độ cồn còn được đo bằng số ml ethanol nguyên chất trong 100ml dung dịch tại 20 độ C. Tất cả các trường hợp tham gia giao thông vi phạm luật đều bị xử lý theo quy định. Từ ngày 25 tháng 12 năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai chuyên đề xử phạt nồng độ cồn đối với mọi đối tượng tham gia giao thông. Cuối năm là thời điểm thường diễn ra nhiều buổi liên hoan tiệc tùng, cưới hỏi. Do đó, số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn trong người cũng tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với nhiều tài xế điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 5 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông giảm 15 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương giảm 10 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do vượt quá tốc độ cho phép, một vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, một vụ do không chú ý quan sát, 4 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông trên 1.200 trường hợp. Lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 960 trường hợp với tổng số tiền phạt 791 triệu đồng, tạm giữ 217 xe mô tô và ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 73 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.